Chị mua hàng comment cho em là dụng cụ mài dao kèm số điện thoại cho bên em nhé. Mọi người có thể tìm hiểu xem trên thị trường người ta đang bán là bao nhiêu ạ. 180.000 cho đến 200.000 một chiếc như thế này. Nhưng mà ngày hôm nay bên em tri ân cho anh chị với mức giá là chỉ có 99.000 đồng một chiếc thôi. Một cái dụng cụ mài dao 3 khe nhé mọi người nhé. Khe đầu tiên sẽ là mài dao chặt, khe thứ hai sẽ là mài dao thái và khe thứ ba sẽ là mài dao gọt hoa quả. Ngoài dao ra thì các chị có thể sử dụng mài cả kéo nhé mọi người nhé. Ngoài dao ra thì mọi người có thể sử dụng mài cả kéo nữa, rất là dễ và vô cùng là đơn giản luôn. Mọi người chỉ cần cho cái lưỡi dao hoặc là lưỡi kéo vào đây như thế này. Đây các anh chị chỉ cần lướt qua như thế này thôi, rất là sắc nhá. Nhận hàng về nhà mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Em tri ân cho mọi người giá là 99.000 đồng một chiếc và phí ship toàn quốc là 15.000. Mọi người nhá. Khi các anh chị chưa sử dụng mình sẽ gì ạ? Mình sẽ chưa hiểu về sản phẩm, nhưng khi các anh chị sử dụng rồi thì mọi người lưu giúp em là nó rất là dễ mà nó rất là sắc luôn. Dao kéo nhà mình có dao có kéo mà cùn các anh chị muốn bỏ đi rồi, mình đang có ý định bỏ đi rồi thì các anh chị giữ lại giúp em. Và mình mua cho em một cái chiếc đĩa mài dao như thế này rất là tiện nhá. Mọi người chỉ cần lướt qua lướt lại như thế này cho em thôi này. Đây, lướt qua lướt lại như thế này cho em khoảng từ 5 cho đến 10 lần thôi, dao nó rất là sắc luôn. Đây, mà cái này bên em mài tất cả các loại kích cỡ, tất cả các loại dao kéo nhá, rất là tiện luôn đây. Mọi người thấy không ạ? Rất là sắc nhá, rất là ngọt luôn. Con dao này bên em đã mình đã sử dụng rất là lâu và rất là sắc, rất là cùn luôn. Hôm nay em bỏ tay em test cho mọi người thấy đây không ạ? Rất là sắc luôn. Nên nhận hàng về nhà nhá, mọi người kiểm tra hàng cho em. Mọi người lấy dao nhà mình cùn ra các chị liếc thử cho em sản phẩm này, quá tuyệt vời luôn. Đấy, kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhá. Mọi người mua hàng comment cho em là gì ạ? Một chiếc kèm số điện thoại hay là hai chiếc kèm số điện thoại là các chị sẽ có đơn hàng. Đây, em mài ra chặt cho mọi người quan sát luôn đây. Đây, rất là tiện nhá mọi người nhá. Các chị chỉ cần đưa vào cái cụ mài dao như thế này thôi, mình sẽ mài rất là nhanh nhá mọi người nhá. Mài rất là nhanh mà dao thì cực kỳ là sắc luôn cho em. Có số điện thoại là em sẽ cho đơn để cho anh một chiếc mọi người ơi. Có số điện thoại cho em, để lại số điện thoại thì hệ thống tự động in đơn với em, sẽ in ra đơn của mọi người và sẽ có nhân viên để chốt đơn cho tất cả các anh chị. Tay cầm thì rất là chắc chắn luôn, có 3 khe mài dao cho mọi người luôn. Đây có 3 khe, khe mài dao chặt, khe mài dao thái và khe mài dao gọt hoa quả. Và chất liệu đây nó sẽ là thép không dỉ nha mọi người nhá. Thép trắng không dỉ, vậy nên là không bao giờ nó han dỉ luôn. Không giống như những cái hàng rẻ tiền mọi người sử dụng một thời gian nó sẽ han dỉ, nhưng hàng em đảm bảo chuẩn chất lượng cho các anh chị là sẽ không bị han dỉ luôn. Mình sử dụng cái này sử dụng rất là lâu luôn mọi người nhá. Một dụng cụ mài dao như này, đây người ta đang bán là 180.000 cho đến 200.000 một chiếc. Ngày hôm nay em tri ân cho tất cả các anh chị yêu với mức giá là chỉ có 99.000 đồng một chiếc và phí ship toàn quốc sẽ là 15.000. Hai chiếc mọi người sẽ được miễn phí giao hàng, ok chưa ạ? Mua hai cái thì mọi người sẽ được miễn phí giao hàng đây mọi người nhá. Em nghĩ là cái sản phẩm này rất là cần thiết bởi vì cái không gian bếp nhà mình không thể thiếu một cái dụng cụ mài dao. Bình thường các anh chị sử dụng một cái dụng cụ mài dao rất là thô sơ như là những viên đá đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay đã có một cái dụng cụ mài dao như thế này rồi, các anh chị không cần phải mua cái viên đá đấy về mài rất là nâu và rất dễ dàng bị đứt tay đúng không ạ? Nhưng cái sản phẩm này bên em nhé, tay bên này các anh chị cầm dao này, tay bên này các anh chị cầm vào cái chua như thế này rất là chắc chắn nhá. Mình ghi xuống xong mình mài như thế này, các anh chị đang thái thịt đúng không ạ, hay mình đang chặt xương hay chặt thịt gà mà bị cùn dao, mình chỉ cần cho vào đây mình nhấc vài đường cơ bản như thế này thôi, rất là tiện lợi nhá mọi người nhá. Mọi người có số điện thoại hệ thống tự động in đơn bên em sẽ chốt đơn cho mọi người, còn mọi người không có số điện thoại thì hệ thống tự động in đơn bên em không in được ra đơn của các anh chị, vậy nên là các anh chị sẽ không có đơn hàng. Mọi người nhớ giúp em là phải có số điện thoại cho em và nhận hàng về nhà. Riêng các chị mua hàng ở đâu thì em không biết, nhưng mua hàng của shop em với sản phẩm quá là chất lượng như thế này, em cho mọi người test thử. Nếu anh chị nào đang có dao, có kéo mà đang bị cùn, các anh chị để lại cho em và mua cho em cái sản phẩm này về các anh chị mài xem như nào ạ. Rất là sắc nha mọi người nhá. Đấy, rất là sắc như thế này. Đây, mài dao của em nó vừa đấy nó rất là cùn luôn. Và em đã mài cho mọi người quan sát luôn là nó rất là sắc. Bây giờ em cắt giấy rất là sắc như thế này nha mọi người nhá. Nếu dao mà không sắc, không ngọt, không bao giờ cắt được một cái mảnh giấy mỏng như thế này. Ok chưa ạ? Có số điện thoại là em sẽ lên đơn cho tất cả các anh chị yêu với mức giá là 99.000 đồng một chiếc và phí ship toàn quốc chỉ có 15.000 đồng thôi. Mua 2 chiếc trở lên là mọi người sẽ được miễn phí giao hàng. Bộ sản phẩm các anh chị nhận hàng về nhà sẽ được đặt trong một chiếc hộp như thế này. Mọi người quan sát hộp giúp em đây. Sẽ được đặt trong một chiếc hộp rất là xịn sò như thế này và sản phẩm đúng hàng như thế này thì các anh chị sẽ nhận hàng cho em, không đúng hàng như thế này mọi người không phải nhận hàng mà mình sẽ không mất bất cứ một đồng phí ship nào cả. Quan trọng giúp em là phải có gì ạ? Phải đúng hàng, đủ hàng, chuẩn hàng và giống như trên quảng cáo. Phải giống như trên quảng cáo thì bên em mới có thể gì ạ? Thì bên em mới có thể gì ạ? Mọi người mới nhận hàng. Còn không đúng hàng như trên quảng cáo thì các anh chị sẽ không phải nhận hàng mà mình không mất một đồng tiền phí ship nào cả. Mua hàng rất là uy tín luôn nhé mọi người nhé. Kiểm tra hàng thoải mái xong trả tiền. Không đúng hàng trả hàng, không đủ hàng trả hàng và không đúng giá tiền trả hàng luôn.
Ok chưa ạ? Mua hàng là phải uy tín như thế. Mình có thể mài tất cả các loại thể loại dao, tất cả các chất liệu dao, kéo nhá mọi người, phù hợp với tất cả luôn. Mà có chuôi cầm tay như này rất là chắc chắn luôn. Mình muốn mài dao hay là mài kéo như thế này cũng rất là tiện luôn. Đấy, sản phẩm này nhận về hàng quá hot em ơi. Anh nhiều dùng rồi rất là ok. Vâng, bởi vì bên em bán quá nhiều và quá chạy với một cái dụng cụ mài dao như thế này. Nhá mọi người nhá, giá quá là rẻ luôn. Có dụng cụ mài dao như thế này rồi, các anh chị không cần phải mua đá mài dao nữa. Nhá mọi người nhá, các anh chị sẽ không cần phải mua đá mài dao nữa. Và kích thước của bên em nó là 21cm về chiều dài nhá mọi người nhá. 21cm và về chiều dài và 6cm về chiều ngang. Ok chưa? Chiều dài này là 21cm này mọi người này. Đây ạ, chiều dài như thế này sẽ là 21cm và chiều ngang như thế này sẽ là 6cm nhá mọi người nhá. Đấy, kiểm tra hàng đúng như vậy các chị nhận hàng hộ em nhá.